chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh hoạt hình khủng long T-Rex. Khủng long sừng xanh đang thưởng thức bữa sáng với quả khế năm sao của mình. Khủng long đỏ ở xa nhìn thấy liền mon men lại gần. Đang ăn thì bị thiếu ánh sáng không phân biệt được sâu với quả thì khủng long sừng từ từ ngước lên. Khủng long đỏ thể hiện tình cảm bằng cái xúc nhẹ, tới mức ván đầu muốn đăng xúc luôn. Với nụ cười thân thiện, khủng long đỏ vui vẻ mang bữa sáng của khủng long sừng đi mất. Khủng long sừng chỉ có thể khóc lóc cho bữa sáng của mình, chứ tính mạng thì vẫn cần. Khủng long sừng buồn bã đi trong vô thức, tới con dốc thì thấy hai cây nấm sặc sỡ khá ngon. Cùng với cái bụng đói, khủng long sừng liền tốc biến tới gần và cắn thử một miếng. Nấm nhanh chóng có tác dụng, khiến khủng long sừng ngất lăn ra giữa đường. Chúng cái giờ sớm quá không có chiếc xe nào đi qua nên khủng long sừng bảo toàn được tính mạng. Trong cái rủi có cái tiến hóa, khủng long sừng lớn nhanh như thánh giống. Thay vì đi đánh giặc khủng long sẽ đi xóa nạn đói, nạn bắt nạt trong thế giới khủng long. Khủng long đỏ đang vui vẻ thưởng thức tất tạm món ăn thiếu dinh dưỡng mà nãy vừa cướp được, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa. Nhìn thấy khủng long sừng, khủng long đỏ vẫn nở nụ cười khinh thường, khiêu khích khủng long sừng sao mà thắng được. Mà khủng long đỏ nào đâu có ngờ, khủng long lần này bị ăn hành lại là mình. Nhận ngay vài vòng bay rồi đáp đất nhẹ nhàng bằng những chiếc răng. Ngoài ra thì khủng long đỏ còn được tặng miễn phí hương nước hoa lưu lâu trên da khủng long. Triceratops. Spinosaurus. Tyrannosaurus rex. Pterodactyl. Dragon. Chuyện kể rằng có chàng hút xanh được làng xóm trao tặng danh hiệu nghèo bền vững, nghèo thâm niên, là truyền nhân đời thứ N của anh chàng. Nhờ có vậy mà hút tiếp nối cái nghề kéo xe bò. Hôm nay cũng như mọi hôm, hút kéo hàng đi qua tới con dốc thì thấy trong bụi có tiếng động mạnh mẽ. Vui tính tò mò cũng như hóng hớt bất tận, hút xanh liền bỏ gánh hàng nghìn tỷ của mình để đi tìm hiểu cội nguồn của tiếng động. Thì ra đó là khủng long nâu. Hút cười gian ác và tặng những cú đấm yêu thương, bắt khủng long nâu về kéo cái xe hàng cho mình. Khủng long nâu khóc lóc thảm thiết nhưng cũng không thoát được số phận kéo cả xe hàng lẫn hút lên con dốc cao. Hút thì ngồi trên xe đắc chí lắm, còn quất từng đợt roi thân thiện lên lớp da của khủng long nâu khiến khủng long nâu vừa đau mà không dám phản kháng. Đúng lúc khủng long nâu đang kéo, chiếc bánh xe lăn trúng vào hòn đá khiến cả xe hàng lẫn hút đều bị ngã ra đường. Hút càng tức giận, trận đòi roi lại càng mãnh liệt hơn. Một lúc sau thì khủng long mẹ tới tìm con trai cưng bé bỏng đang ngủ dưới gốc cây, nhưng không thấy bóng dáng đâu. Khủng long mẹ hoảng hốt lắm, nhìn quanh thì thấy khủng long nâu đang phải làm lao dịch cho hút xanh. Khủng long mẹ tức giận lao tới dạy cho hút xanh hiểu có móng khủng long mỏng thì cũng có móng khủng long dày. Vậy là hút được đền đáp lại những cú đấm yêu thương ban nãy. Cuối cùng dựa trên những tổn thương tinh thần của khủng long nâu, hút được nhận lại không thiếu phần nào. Monkey. Beetles. Dinosaurus T-Rex. Giraffe.
khủng long nâu đang ngồi xem phim thì phi tiêu bay từ tivi ra. Thấy vui khủng long nâu chuyển kênh bắn súng đạn bắn tung tóe ra ngoài. Chuyển kênh ô tô thì xe tông thẳng ra ngoài rồi chở khủng long nâu đi. Cái kết khủng long nâu và ô tô đều chìm xuống nước. Khủng long nâu và khủng long vàng đang bắn nhau thì khủng long đỏ lái xe chở vàng qua. Rơi một đồng vàng ra đường, khủng long vàng và khủng long nâu nhìn thấy rồi đuổi theo để cướp vàng. Khủng long nâu thấy khủng long vàng chạy trước bèn lấy dây tung kéo khủng long vàng lại. Khủng long vàng đứng dậy bắn viên đạn xuyên thủng mũ khủng long nâu rồi bắn liên tục. Khủng long nâu tức giận cầm mìn ném khủng long vàng nhưng không may bị vấp ngã. Khủng long vàng chạy tới cười và cái kết mìn nổ cả hai. Khủng long vàng giả mù rồi tới gõ vào mông khủng long nâu. I'm so sorry. Let's go. Được dắt qua đường, khủng long vàng cười đắc chí rồi tạm biệt khủng long nâu. Thấy khủng long đỏ bèn sút gạch vào đầu khủng long đỏ rồi giả mù đi qua. Thấy khủng long đỏ không phát hiện ra khủng long vàng lại sút thêm phát nữa. Xe đi qua khủng long vàng né tránh rồi ngã ra đất. Khủng long đỏ phát hiện khủng long vàng giả mù bèn chạy tới cho một trận rồi lôi vào tù. T-Rex Dino. Triceratops.
I wasn't ready. Yeah. Dilophosaurus. Khủng long nâu thấy khủng long xanh bệnh tật đeo nhiều vàng liền lên kế hoạch cướp đồ. Khủng long nâu giả gái nhờ chụp ảnh rồi rủ khủng long xanh đi nhà nghỉ. Thank you. Let's go. Khủng long xanh dính bẫy và bị khủng long nâu đánh một trận tơi bời rồi cướp hết vàng. Khủng long vàng đã phát hiện rồi đánh khủng long nâu lấy lại vàng và xích lại. Húc xanh đang cưỡi kỳ lân hai đầu trên đường. Từ phía xa bắt gặp khủng long xanh đang ăn cỏ. Húc xanh móc trong túi ra chiếc dây thừng để bắt khủng long xanh mang về làm thú cưỡi. Khủng long xanh đang ăn chưa biết chuyện gì, nhưng vì tự do khủng long xanh cố gắng vùng vẫy. Một lúc sau thì Húc bị khủng long xanh kéo đi đo lại đường và hạ cánh trên cành cây. A few minutes later. Vẫn không từ bỏ mục tiêu, Húc theo chân khủng long xanh đang gặm cỏ, bèn lén lút, lom dom, nhẹ nhàng lại gần khủng long xanh để giữ lại dây thừng. Lần này cũng không ngoại lệ, không thoát khỏi số phận như trước, Húc lại bị kéo đi đo đường mặc dù lần trước đã đo rất kỹ. Lần này ngoài việc đo độ rộng và dài thì còn đo độ sâu của vách đá. Kết quả là Húc xanh kéo thêm khủng long xuống vách đá. Bụng Húc xanh biểu tình đòi đồ ăn, Húc xanh cũng phải bất lực. Mùa màng dạo này đói kém lấy gì mà ăn. Đang thiếu ít vitamin thịt thi Phúc chợt thấy phía xa kia có hai con khủng long. Thời tới Húc nghĩ là khủng long con kia vừa mềm vừa thơm. Bèn lấy quả ra để làm mồi dụ khủng long con đúng như dự kiến. Vì cái chiều cao còn hạn chế, khủng long chỉ có thể ăn những quả ở dưới thấp, bèn chạy theo. Mà quả này mọc chân chạy nhanh quá, khủng long không chạy kịp. Húc xanh sắp được đổi món thì khủng long mẹ nghe con kêu cứu, liền đi tới tặng Húc xanh một vé bay xa. Húc mon men lại gần, sờ trúng đôi chân nõn nà của khủng long mẹ,
Hút Xanh lại nhận thêm tấm vé thứ hai. Một lúc sau, vì mục tiêu sống không thể thiếu thịt, cùng những kinh nghiệm đau đớn trước, đã dụ thành công khủng long con. Nghe con kêu cứu, khủng long mẹ lại nhanh chóng chạy đuổi theo. Lần này Hút có động lực nên chạy khá nhanh. Chỉ tiếc là hơi thiếu may mắn. Vậy là khủng long con lại trở về với vòng ôm của mẹ, còn Hút sẽ ra sao chắc bạn cũng đoán được. Dolphins breathe air through a hole on the top of their head. Cảm ơn các bạn đã xem video của Khủng Long Podcast. Nếu bạn thích nội dung này, hãy nhấn nút đăng ký và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Chúc các bạn có một ngày tuyệt vời.